tay mày xuống đây, cái tay mày có cái hình tam giác xuống dài đúng không? Kỹ đúng không? Đang mày nửa chừng buồn ngủ nghỉ. Dừng mày, mệt tới đây mệt. Mệt ngang chị xuống mày nữa mày tới đây. Mà gùi chị cái gùi vô nhanh đi ăn cơm. Gùi cỡ đó. Gùi nè, đó, hai bên mình giống như hồi xưa tụi mày đồ á mà tụi mày mày cũng như chuẩn bị lên sân khấu. Rít 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 làm gọn, cái phục chỉ làm gùi vậy. Mọi người, chào mừng mọi người quay lại với vlog đập hồ của Mie. Hôm nay Mie khoe với mọi người một con bếp của Mie. Nó biết nói luôn á mọi người, nó biết nói nhưng mà bây giờ nó không nói đâu mọi người. Nó thường ở bên nước ngoài, người ta hay đu bếp, người ta hay để cho nó đầu lên cổ. Ây, này đó, cho nó đu lên vai vậy nè, nằm chỉ bờ vai rồi vút vậy là rất là quý tộc. Con cái phim bên hao rồi, em thấy người ta hay đứt vậy. Này đó, không phải mình chơi thì mình thả nó đứt nha. Nó nhớ là nó nhớ mật, cho nó nằm đây đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với đập hồ. Như ở tập trước thì Mi có nói rằng là nếu bây giờ Mi thường là Mi sẽ mua những cái mẫu mà không phải theo trend mà là nó phù hợp với lại những cái mà Mi cần, Mi cần cái túi đó để mặc với đồ nào đó của Mi hoặc là nó phù hợp với lại Mi ngay cái thời điểm đó thì Mi sẽ mua cái túi đó. Đây là một cái ví dụ điển hình. Đây là một cái chiếc túi và nó đã hot tầm một năm đây rồi và rất là nhiều người mang luôn. Mà bây giờ Mi mới mua là tại sao? Vì á là bây giờ Mi mới thấy nó phù hợp. Mua một được ba. Đây mọi người, đây là mang, nếu mà mang riêng thì mang như này. Còn là nếu mà mình mang chung thì mình có thể đeo vô cái túi này vô. Bây giờ mình mới thấy cái túi này nó xinh đó mọi người. Hồi xưa cũng thích lắm rồi nhưng mà cảm giác là nếu nó cũng không phù hợp với mình lắm. Lại hồi xưa kiểu là cũng tiết tiền á, cho nên là mỗi lần mà mua là phải suy nghĩ là cái này nó có hợp không, hoặc là có mang được nhiều đồ không. Nhưng mà đến bây giờ mà mua xong rồi á thì mới thấy là mang được nhiều đồ nha mọi người. Vừa mang được thể thao được luôn, vừa lấy cái túi này mang riêng là rất là sexy, rất là sang luôn. Tiếp tục, đây là một đôi giày mà nghe rất là thích. Nhưng mà có vẻ như là nghe bảo là đôi này rất là hot, nhưng mà không thấy mọi người mang nhiều, không biết nó có hot thiệt không hay là do mấy bạn filler nó. Đây, đôi giày Off-White. Đôi mới ra của Off-White. Cá mập. Đôi cá mập. Đây mọi người, nó to khủng khiếp. Đây, đôi cá mập của Off-White. Nhưng mà có vẻ như mang lên chân thì nó cũng xinh đó. Nhưng mà tiếc cái là cái đôi này á, cái đôi này người ta không có sản xuất ra size 36 mà có màu của nữ, nhưng mà không có cái màu logo màu xanh. Mấy cái logo màu xanh mà màu xanh của cái hộp này nè, nó rất là đẹp nhưng mà chỉ sản xuất ra size nam thôi, còn size nữ không có. Cho nên em mới bắt buộc phải mua cái logo màu trắng, chứ không là em lại mua cái logo màu xanh. Là màu trắng logo xanh, rất là đẹp luôn. Trời ơi nhìn mê luôn mà không có. Rồi hả? Phải mua cái logo màu trắng này. Và đôi màu trắng này là mua 24 triệu. Đây. Nhưng mà trước khi mua đôi trắng này cũng thích, nhưng mà nó sẽ không bằng cái đôi kia, tại vì đôi kia nó có nhấn mấy cái màu đang hot năm nay. Đang hot năm nay mấy cái màu xanh kiểu như này nè. Đó, nó đang hot kiểu này, cho nên khi mà cái màu xanh này phối với màu trắng này vô cái logo này rất là đẹp. Nhưng mà lúc nay ra mua là bảo là cái màu đó không có sản xuất cho nữ, cho nên em phải bắt buộc mua màu trắng. Rất là buồn. Nhưng mà không sao, đôi này vẫn xinh. Đôi ọc qua này vẫn xinh, nhưng mà đi nó hơi nặng một tí, tại vì cái này á mà để đi hàng ngày thì chắc không đi nổi đâu. Nó quá nặng. Cho nên là mọi người đi cho đẹp hoặc là phối những bộ đồ hầm hố này kia hoặc là áo thun này kia thôi. Chứ thực ra mà để đi mà kiểu như mình đi đâu đi làm, đi công chuyện đồ á kìa, đi một hồi cái lấy cái thời dây cột này lên cổ đi á. Lấy cái thời dây cột này lên cổ đi á. Mỏi, đi một hồi cũng đục cái giờ luôn á. Mỏi lắm. Là cái hộp Chanel. Đây là cái túi mà Mi cũng thêm một cái điều tiên quyết, đó là tại sao mua cái túi này. Cái dòng này là dòng classic của Chanel. Và Mi mua cái này đi kiếm khắp nơi luôn, tại vì Mi không thích cái dòng mà logo mà có cái bảng Chanel. Và cái logo bảng Chanel là mẫu mới, cho nên Mi đi kiếm khắp nơi luôn và Mi kiếm được em này. Đây cho mọi người xem nha, tại sao, lý do tại sao mà mua cái mẫu này. Đây, cái này là classic dòng Chanel Gap của Chanel. Nó mang với đồ gì cũng được, ví dụ như Mi đang mang đồ bé đúng không thì Mi mang vẫn hợp đó. Còn nếu mà Mi mang đồ thể thao á, nhất là đồ thể thao, là cái túi xách này cực kỳ hợp luôn, mà nó đã hot cách mấy năm nay rồi á và ai cũng mang cái mẫu này luôn. Thì Mi mua size S, còn cái size mới ra á thì tầm size mới ra của cái Chanel này nó bị lỡ cỡ giữa size S và size M, cho nên nó cũng bị hơi to quá so với người Việt, cho nên là em mới chọn mua cái mẫu này. Cái mẫu cũ của cái dòng này là nó sẽ không có cái miếng logo Chanel ở trên này. Cái túi này Mi mua là 90 triệu. Đây, nó không có cái dòng chỗ này của Chanel này, tại vì cái bình thường nó mới ra thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà nó ở đây bán 3 triệu. Không, ai bán 3 triệu? Tao anh mua cái đó anh xài đi. Trời ơi, bán 3 triệu em có chỗ bán 150 nữa. Trời ơi, đây mọi người, da nó rất là đẹp, nhưng mà bị hạn chế một cái là những cái chiếc túi này mọi người phải mua cái lót form ở bên trong. Mi có mua cái lót form đây, tại vì nếu như mà không xài lót form á thì Mi còn mua thêm cái miếng hút ẩm thải vào trong này. Nếu mà mình không xài lót form á thì cái này nó sẽ bị gãy. Nhìn cái form da của cái da này nè, nó rất là nhanh gãy luôn.
và nó ngang ngang như vậy đó, nên mình không xài lốc foam thì nó sẽ bị hư foam da rất là nhanh. Và khuyến cáo là khi mọi người xài túi hiệu á, mọi người nên xài lốc foam nhiều, tại vì là cái túi nào nghe cũng bỏ lốc foam vào để cho nó không bị gãy. Bữa nay có mua cái ba lô LV và nó bị gãy foam. Và khi mà mình để nó không đứng được á, nó sẽ bị gãy foam bên ngoài. Và khi mà mình đặt lốc foam vào một thời gian và nhét đồ một thời gian cho nó căng lên á, thì nó sẽ đứng lại, nhưng mà cái foam nó vẫn sẽ bị hơi gãy gãy, hơi bị bể da, nên rất là tiếc là... Hả? Có ai biết nước mới nhào. Mới nào không? Em mới mua mà, em nghe mới nào không? Xạo không? Đang nói mà đút đồ ăn vô cái nó rớt miếng luôn á. Thèm, trời ơi, đang đói. Đây, nói về cái chiếc túi này thì ai cũng biết rồi. Và rất là nhiều hãng làm lại y chang cái mẫu này luôn. Rất là nhiều hãng luôn, kể cả hãng lớn luôn á, làm lại y chang cái mẫu này. Tại vì cái mẫu này rất là dễ mang, nghe nó thích mang hai cái sợi dây như này nè. Còn ví dụ như mọi người hay mang kiểu một bên như này á, thì không thích lắm. Nhưng mà mới phát hiện ra được có một cái kiểu mang nữa. Và như này, mình sẽ mặc cái áo thun xong, cái mình lấy cái cọng dây này xuống dưới, cái mình cái mình sao ta, tới khúc nào nữa nhỉ? Ủa, quên rồi. Quên cái khúc mang đó rồi. 1 hour later. Rồi đây là cái cách mang mà em vừa mới phát hiện ra. Là mình chỉ cần cởi cái dây này ra, mình để xuống đây thì thành một cái bell. Là mình sẽ phối được với những cái túi, những cái áo mà cái áo vest hoặc là áo thun phông rộng á. Hoặc là mình có thể mang cái này nữa nè. Hồi xưa thấy mấy bạn cũng hay mang kiểu này, mang một sợi xuống hồng, một sợi xuống dưới. Đây gọi là kiểu mang rắc rối, là mang rườm rà rắc rối đó. Đó, đi cho nó còn tên thời gian vậy cho nó đẹp. Tại vì cái này túi xách á, đối với phụ nữ là túi xách cũng là một cái loại phụ kiện. Nó không chỉ là để đựng đồ không, mà nó còn làm cho những cái bộ đồ của mình á, nó trở nên sang trọng hơn, nó trở nên kiểu như là nó có những cái tiểu tiết đẹp hơn đó. Qua đây đưa em cái túi. Hả? Không, bắt đưa đó. Đưa đây coi. Bắt đưa coi nào. Túi mắc gì mà đứt. Túi ti sinh của mọi người. Túi của bên ti sinh. Bữa mọi người hay hỏi màu trắng đó. Bữa em mang màu trắng, bây giờ cái màu đen của anh Thanh nè. Này ok lắm á, này cho mấy bạn mà kiểu như là đi quay hay là đi làm hay là cái gì mà cần lấy tiền nhanh, hay là kiểu như là số tiền có hạn á, bỏ đây. Rồi bánh kẹo, rồi đói không ăn mà ăn lạng gọn là bỏ đây nè. Bây giờ nắp ra, đút, ví dụ như chỗ cái nắp này để làm cái gì, mình đút ly trà vô, đó. Mình đút đây nè, mình hút thôi, đó, rất là gọn mọi người. Rồi đây, đây là chiếc túi mà Mia rất là thích. Tại vì á, bữa hát tấm hình của Jenny mang cái túi này là của Prada. Trời, cái dây nó rất là lạ luôn. Nhưng mà cái này hàng mới không có, không có hàng. Tại vì á là nghe em mua cái mẫu này là của hàng vintage đó. Nhưng mà cái nắp của nó lần sau đó, cái nắp của nó được mở lần sau nha mọi người. Còn cái này logo nó sẽ nằm trước. Và cái cọng dây này rất là đẹp luôn á, nhìn rất là sang. Và lúc mà đặt á thì nghe nghĩ là nó sẽ nhỏ tầm này thôi, nhưng mà về tới tay á thì nó hơi bự một tí. Nhưng mà cũng không sao. Đây là cũng là một cái hiện tượng là không lock form, cho nên là khi về nó sẽ bị lép. Và bây giờ đây là nghe đang lock form ở bên trong, cho nên là nó sẽ hơi căng căng ra như này. Đẹp không? Đây, cái túi này có 19 triệu. 19 triệu hàng vintage. Trời ơi, xuất sắc. Thực ra chơi túi này cũng hay mua hàng vintage lắm. Tại vì nó sẽ có những cái mẫu mà không ai có, hoặc là có những cái mẫu mà kiểu như bây giờ nó không sản xuất nữa, nhưng mà hàng vintage lại có. Đó, đây chẳng hạn. Đó, cộng dây không? Dây này hả, dây xích mà hả? Tôi nói mỗi lần mà muốn xích cái nhà ở cửa, tháo cộng dây ra, xích vào cửa. Ví dụ như mỗi lần mà anh Thanh đi đâu gì không, mình không cho dễ mà mình xích cái cửa lại, mình khóa cửa lại, không vô được. Nó không, dây này, trời ơi, bự hơn dây thừng nữa. Nhưng mà màu đen thì rất là dễ phối. Và cái cặp nách như này á, thì rất là sang, mình có thể mang với lại rất là nhiều quần áo. Mang quần sọt nè, rồi áo thun nè, rồi mang mấy cái đồ như áo vest này kia, phối được hết luôn. Và rất là dễ phối. Cái này là đôi giày LV. Mà tích một cái là nghe vừa mới đặt một đôi LV mà nó chưa về. Bởi tích quá nên là em mới cho mọi người mang đôi này. Tuy là đôi này em chưa quay cho mọi người xem, nhưng mà em đã mang rồi. Và cái đôi mà em chưa mang thì nó chưa về, và nó giống y hệt đôi này. Em khá là tức luôn mọi người. Cho nên là thôi, em sẽ mở đôi này cho mọi người coi trước. Khi nào đôi kia về thì mình sẽ đặt hộp sau nha. Đôi này 1850. Rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Tặng một cọng dây, tại vì sợ em mang dây bị dơ á, bị hư á. Xong cái là đưa cọng dây mới, mình để mình nhét vô đây. Vài bữa mình còn đưa dây khác. Thực ra đôi LV này là dây tròn thôi, chứ mấy cái đôi giày gia đình của em toàn dây bản vuông không à. Rồi coi xem bên giày này. Đây là đôi này là em mua em mang rồi. Nhưng mà cái đôi mà gần giống đôi này thì chưa về. Đây, màu hồng. Tại sao mua đôi màu hồng? Tại vì mua cái túi xách LV hôm bữa, cho nên là phải mua đôi giày màu hồng này. Mà đôi giày màu hồng em quá thích, cho nên em phải mua luôn. Tại vì nó mang một bộ với lại mấy cái túi màu hồng LV á, nhìn rất là xinh nè.
cọc dây của nó. Khi nào mình không thích nữa thì mình tháo dây này ra, mình thay dây trắng nãy vô đó. Nhưng mà hơi bị cắt gồng, là mình đi là mình tưởng tượng là mình đang đạp hai chân hai chiếc xuồng đó chứ, tức là phải vậy. Mình đi cặp bẹt tại nó bự đi, mà dù không mình cảm giác như là cái đôi này với đôi Balenciaga nha, tức là cái đôi off white nãy á, mình đi mà mình không đo được cái bước chân của mình là mình đá vào họng người ta. Tự nhiên khi người ta nhà người ta đang cơm mà mình đá để tường là cho mình canh cũng được. Thì mình đang đứng nè, mình tới mình chào người ta mà mình canh cũng được, mình đá ông quỷ người ta không phải canh, nên đi phải canh nè. Không đi lố một cái là vô ruột họ liền, không gãy răng liền. Không đây mà đây ai mà đi mà lỡ mà đạp xe á, đạp một cái là lúng luôn bàn ga luôn, đạp không chạy nữa luôn á. Bởi vậy đi mấy cái đôi giày này phải cẩn thận, nó phải có tiền mua là mang được đâu, mang là nguy hiểm lắm. Nhét vô lại, mang rồi mà vẫn giữ lắm mọi người, nhét vô lại lát mình thảy lên trên kia mình để tủ đó. Đôi này chắc là bán tầm đôi kia em mua đôi mà mới màu, đôi mới ra là cái bộ sưu tập mới ra của LV luôn á, cũng là cái mẫu này nhưng mà logo nó thay bằng cái logo màu nâu, thì á là có giá là 29 triệu, nhưng mà bạn nghe bớt còn 28 triệu, quá đỉnh, là rất đẹp. Tại vì giá ở trên mạng hình như là 900 lẻ, ủa phải không ta, mấy ta 900 lẻ mấy hả, nghe không nhớ nữa giá trên mạng là bao nhiêu á, nhưng mà đổi ra tiền Việt là tầm 29 triệu mấy, nhưng mà được giảm giá còn 28 triệu. Và đôi đó mình sẽ tập hợp sau, bây giờ mình sẽ đọc những cái thứ khác. Cái bự nhìn là cũng biết cái gì nữa đúng không, mọi người nhìn là cũng biết gì á, nãy nhà đó, nhà mô hình đó, đó mọi người là rác, là rác. Ôi mẹ, nó có mượn nó có mượn đâu, ai chết cha, alo ta đi lông em đi luôn đây. Trời ơi mệt quá, cho mọi người xem toàn cảnh. Đây cũng là một ví dụ điển hình cho những cái mà mẹ thích lâu mà bây giờ mẹ mới mua. Mà tại sao? Tại vì á, LV năm nay á có ra một cái bộ sưu tập, đó là mây á, bộ sưu tập mà trên cái logo là có rất là nhiều mây á, một trắng xanh á, thì Kali cũng ra cái bộ sưu tập là mây luôn. Không dài dữ vậy ta. Thì cái Kali nó cũng ra những cái bộ sưu tập mà mây rồi có một trắng xanh á, nhưng mà mẹ vẫn ưu tiên mua cái loại này. Tại vì sao? Tại vì á là nguyên một cái bộ LV của mẹ thích nó màu này, và màu này nó rất là sang. Khi mà mua màu xanh á thì nhiều khi nó sẽ bị lỗi mốt, cho nên là nếu như mà mình những người mà ít mua á thì mẹ khuyến khích là nên mua những cái dòng mà kiểu classic á, thì mình sẽ mang được lâu hơn và mang được xuyên thời đại. Còn nếu mà mình mua mấy cái dòng mới quá thì nhiều khi qua 1-2 năm nữa nó sẽ bị lỗi mốt, cho nên là mẹ đã chọn mua em này. Và thích của nó là ở đây, cái tay cầm cái bản nó dài thường mà nó bự cỡ này đây đó, rất là thích. Và trên cái này á có, đây mẹ có đặt người ta đi khắc cái tên của mẹ nè. Đây mọi người, mẹ có đặt bên đó người ta sẽ làm cho mình một cái tag tên của mình, nhưng mà ở bên đó người ta chỉ cho mình 3 chữ thôi, cho nên là không có thể để dài hơn được. May là tên của mẹ cũng 3 chữ nên để luôn nè, không cần phải viết tag đây. Mà khi mà mua cái vali về trước, xong rồi cái tag này về sau, cho nên là mẹ bây giờ mới gắn cái tag này vô mới quay cho mọi người xem được. Và đây, xuất sắc, cái size này là cái size sách tay nha mọi người. Tại vì thực ra nói là mua thôi chứ nếu mà mua size mà lớn quá kìa, cái mỗi lần mình đi gửi á, trời tiếc lắm luôn á, mấy cái da này nó dễ trầy lắm luôn á, cho nên là mẹ hay mua để sách tay thôi, chứ cũng hạn chế là gửi lắm. Với lại mấy cái tay cầm của nó nè, nó cũng rất là dễ bị ra màu mật ong nữa, cho nên là phải giữ. Và cũng không có trời, thực ra là cái da này rất là dễ trầy luôn á, trầy là nhìn thấy liền luôn á. Ôi rất là mỏng manh dễ vỡ, cũng đáng sợ luôn. Mình mua cái vali này là có giá 70-75 triệu. Trời ơi xót quá mọi người, nếu mà mua cái vali này hả, xài đúng xót luôn nè. Bên trong đẹp không, bên trong dây của nó nè, nhớ là chắc và nghe không thích cái vải này. Cái vải này nếu mà bỏ đồ dày quá mà nhiều quá nó sẽ bị rách cái bát tiên này ra nè. Còn không biết là của LV thì như nào, nhưng mà cái vải này rất là sợ nó sẽ bị rách. Đó, đóng lại. Cái này mà đi du lịch là nó không đẩy luôn. Này rách rất hơn như người. Rồi, xong 75 triệu. Quá đẹp, không hối hận khi mua cái vali này. Tại vì quá đẹp, xuất sắc. Đó, nãy là cùng bộ LV với lại cái túi nãy em mua đó. Đây, mọi người, phức tạp lắm để kể cho nghe. Đây là cái mẫu túi đang hot hiện nay. Dây dán thơm thúc. Đây mọi người ơi, xuất sắc. Ta-da. Ôi đang hot lắm luôn á.
Và cái mẫu này lúc mà em mua mình tính là mua size lớn, size M. Tại vì mình nghĩ là mang size M mình vừa bỏ được nhiều đồ, mình mang được nhiều kiểu á. Nhưng mà khi nghe hỏi mấy bạn seller thì mấy bạn nói là không nên mua size lớn. Tại vì khi mua size lớn á, mình mang lên nó bị bự so với người, với lại nó như cái bao ấy. Và cái form nó không còn dễ thương nữa. Và khi mình mua size mini á, nó nhỏ xíu nè, xong mình có thể cầm như này. Hoặc là cái này rất là ok, là mình sẽ tháo cái dây này ra, xong rồi mình sẽ gắn cái cọng dây của nó vào, thì nó sẽ đeo chéo. Mà đeo chéo cái size S này ấy, nó cực kỳ đẹp luôn ấy. Tức là đây, nó thể tháo ra như này, xong rồi mình sẽ gắn cái đầu này vào đầu này, mình sẽ gắn cái đầu này vào đây, nó sẽ thành một cái túi đeo chéo. Trời, cực kỳ dễ thương luôn và rất là dễ mang. Mà khi mà em mua cái túi này á, thì nhỏ bạn em nó nói: trời ơi, mày mua thử cái túi này đi, không mày coi cái túi này của tao này, mày mua chi cho mắc tiền vậy, mày mua túi này mắc quá, mày coi thử cái túi của tao đi. Rồi bây giờ em cho mọi người coi thử cái túi của nó nha mọi người. Ồ, nhé luôn. Đây nha, hộp Gucci nha mọi người. Hộp người ta là mình mở nắp nha. Hộp này nha, cái chữ Gucci này là nó nổi nè mọi người, nó in nổi nè. Chữ Gucci này lúng vô trong nha. Này in quá tay, nặng tay quá, lúng vô trong nè. Lúng vô là bây giờ đổ nước lên là nó hứng nước trong này luôn. Rồi nha, còn cái vân này mình sờ được nha. Cái vân này mình sờ, mình ngủ mình mơ mình vẫn không thấy luôn. Đó, mình sờ vô nó kỹ chứ. Còn vân này khác nha, cái hộp của nó chi tiết. Chi tiết nha. Khi sao mà mua cái túi này mắc, mua tới mới 43 triệu. Sao mua này, này có 800 ngàn nè, rồi coi 800 ngàn nha. Đây nha, hình nha, cho mọi người xem. Sự khác biệt giữa 43 triệu và 800 ngàn. Đây, đối với 800 ngàn thì như này là quá ok. Thực sự, nếu mà có 800 ngàn thì như này là quá ok. Nhưng mà không thể nào mà mình so sánh với một chiếc túi 43 triệu của hãng được. Tại vì nó quá vô lý. Tại vì tại sao 43 triệu đó là nó còn gọi là thương hiệu nữa, và là cái sự uy tín của cái nhãn hàng này nữa. Với lại là cái cách mà người ta may một chiếc túi á, người ta may từng đường kim mũi chỉ, người ta rất là để ý luôn. Là mình coi từng đường kim mũi chỉ này, từng cái đường khâu của nó, không bao giờ mình thấy lộ một cái đường khâu gì. Mình cho cái gì xem. Chưa kể cái hộp nha, nó cho quá trời giấy luôn. Gái quá trời, cho miếng da coi, miếng da thịt giả nè. Còn gái quá trời luôn, nhiều hơn là đồ thịt luôn mà. Đây, đóng cái hộp lại, đây. Mình coi túi nha, đây, quý vị giùm em. Đây, mình so sánh làm sao ạ? Trong khi bây giờ mình coi hái khóa đi. Cái khóa này quá sức là bóng. Bóng loáng luôn, bóng loáng, bóng là nó xuyên vô trong tâm hồn em luôn. Đây, đang bóng nữa chừng cái nghĩ bóng. Tự nhiên đang chơi bóng nữa chừng cái dừng, không chơi nữa. Trời là trời, kiểu như là đang với lại tay không thích bóng nữa bà, thích mù. Chưa nữa, mày mặc u nu nè. Đây, nó bọng nước lên mọi người. Còn cái đường dây của người ta nè, da đồ nó rất là kiểu mịn màng, nó đi đường kim mũi chỉ nè, nó rất là chi tiết. Trời ơi, mình nhìn nè, cái khóa của người ta chút ép nè. Khóa này tưởng cái khóa dày, khóa quần của ai á. Tưởng đâu cái nịch của ai mà lấy ra bóc khóa nó bụng chập bá luôn. Trời ơi, là chưa kể nữa. Cái lỗ người ta đóng cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Cái lỗ sâu lắm. Cái lỗ này còn dễ sợ. Em tưởng nông tai không á. Lỗ nè, lỗ này đây. Lỗ này đóng dày thôi, sau lưng á, là người ta may dày. Người ta may xuống đây, cái người ta may có cái hình tam giác xuống dài đúng không? Kỹ luôn. Đang may nửa chừng buồn ngủ, nghỉ. Dừng cũng may, mệt tới đây mệt. Mệt ngang, chỉ muốn may nữa, may tới đây thôi. Mà gùi chỉ, gùi vô nhanh đi ăn cơm. Gùi cỡ đó. Gùi nè, đó, hai bên. Mình giống như hồi xưa tôi may đồ á, mà tôi may mà cũng như chuẩn bị lên sân khấu. Biết cái làm gọn, cái phục chỉ là gùi vậy. Đó không? À, nhưng mà không, thực sự nha. Rất là mềm, da mà để 800 ngàn mà cái da mềm như này rất là xuất sắc nha mọi người. Thải xuống đường cái là bể nát nào không biết nè. Mà nó rất là mềm. Mùi thơm thì nó cũng không thơm giống đâu. Nó cũng không giống nhau đâu, nhưng mà nếu như mà theo như thấy thì 800 ngàn để làm một chiếc túi như này, được có hộp, có bill các kiểu thì đúng là rất là kỳ công. Nhưng mà đã lỡ làm rồi nên làm cho nó cũng tới nái luôn không. Mình làm mà, mình bóng là mình bóng hết. Mình bóng trọn đời. Mà nó bóng tới nữa thì mình dừng cái mình xuống đây mình bóng tiếp. Không được, mình làm kỳ quá. Đó, nhưng là đó thì đó theo lời khuyên của bạn nghe thì nghe cái là nghe nên mua cái túi này rẻ hơn, mình chụp hình mình mua 10 màu không, mình mua có một màu sao mà chụp không cái gì, em một cái thôi, cái đủ rồi, cái này là đủ trong cái những cái chiếc túi của mình rồi. Đây để là nó nãy là nghe chị nói cho vui thôi, còn mọi người muốn mua loại nào thì mọi người mua, nhưng mà đó là những cái sự khác biệt, là mọi người không nên lầm tưởng rằng là nó sẽ giống hệt nhau. Nó sẽ không bao giờ giống hệt nhau mọi người à. Không thể nào. Một bên là may nè, tỉnh táo, cũng phê tỉnh táo. Bên đó đang may buồn ngủ, ngủ gật, cái dạy may tiếp thì nó khác. Cái đường may mũi chỉ nó kỳ lắm mọi người, nó khác lắm. Còn đây logo là bạn nó nói là logo mà mua cái túi giống y hệt vậy nha. Logo nó căng đét. Căng đét luôn, là em cầm túi lên căng thẳng luôn mà. Trời ơi em căng lắm luôn, nó căng như dây đàn luôn. Bởi vậy thôi đó, đây. Đây là xong buổi review đập hộp của em ngày hôm nay. Mọi người nếu mà mọi người thích một cái món nào á mà muốn nghe đập hộp á thì mọi người hãy comment ở bên dưới nha. Và trong những cái món đồ mà ngày hôm nay nghe đập hộp á, mọi người muốn biết tên của nó thì mọi người cũng comment ở bên dưới, mình sẽ comment ở dưới nha. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Thank you.